có một bạn hỏi là thầy ơi, em đang trong giai đoạn khó khăn, có nên sửa nhà cho phong thủy tốt hơn tốt không ạ? Nhà em xuống cấp quá mà không dám sửa vì sợ sửa xui lại càng xui hơn. À, thực ra trong dân gian mình là có những cái rất lời khuyên, nhiều lời khuyên về làm nhà làm cửa, và đặc biệt là tôi thấy là cứ suốt ngày khuyên là hạn nọ hạn kia làm nhà là sợ xui, hoặc là tính đi tính lại cái tuổi làm nhà là đến 3-4 năm thì không có cái tuổi làm nhà, xong người sợ tam tai hoang ốc kim lâu, chúng còn chạy từ chạy cạn, nói chung là các thể loại. Và nếu mà tìm được cái năm mà làm nhà thì đau hết cả đầu luôn. Và nhiều người lại sợ là sửa nhà thì lại gặp hạn. Nhưng mà thực ra là cái suy nghĩ đấy là suy nghĩ rất là sai lầm. Tôi khẳng định luôn là sai lầm. Bản thân nhà tôi nếu mà nói không phải quá thì gần như năm nào tôi cũng tu tát lại nhà để cho nhà nó sáng sủa. Cái việc mà dọn nhà là việc rất là thường xuyên, làm những nhà ngăn nắp. Thì cái việc mà sửa sang lại nhà cửa để mà cải vận này, nó là những cái việc mà tôi rất khuyến khích, tôi nói là rất khuyến khích mọi người làm. Có những cái câu chuyện là nó rất là đặc biệt. Ví dụ như là có một ông giám đốc đến nhà, tự nhiên đấy sau đấy tự nhiên đến nhà phát, hoặc có một ông tổng thống hoặc là một ông chủ tịch nước đến thăm nhà, tự nhiên nhà đấy nó phát lên. Thì cứ tưởng là cái năng lượng của cái ông quý nhân đấy đến nhà, nhưng bản chất ấy, thì nó là cái vấn đề là các ông mà ông gọi là lãnh tụ, các ông quý nhân đến nhà tự nhiên gia chủ có cái ý thức sắp xếp lại nhà cửa. Ví dụ bộ bàn ghế nó đang ọp ẹp, thay ngay cái đệm mới, tự nhiên nó chắc chắn, hoặc là chân ghế nó đang lỏng lẻo, ông thay, ông ấy làm luôn tu ta lại, tự nhiên bộ bàn ghế nó chắc chắn. Hoặc cái bếp hoặc là cái sân nó đang len nhem, tự nhiên là ông thôi ông sơn sửa ông cái nhà ông sáng choang. Tự nhiên là nếu mà về mặt phong thủy là tự nhiên là có một cái luồng năng lượng tươi mới cấp cho nhà. Nhà đang suy khí, âm khí nó đang suy, tự nhiên mình cấu trúc lại. Các ông đến nhà tự nhiên là quần áo chăn màn gọn gẹp, dọn dẹp nhà cửa lại, rồi thì rèm che hồi xưa là nó bẩn thỉu, các ông ấy làm cho sáng choang. Xong rồi các lãnh tụ đến các cơ quan coi như là tỉa cây tỉa cành rồi sơn sửa lại nhà cửa, coi như là hồi xưa nhà được 100% thì sau khi tu tát lại nó được 90%. Thì về cái đó thì là về năng lượng của ngôi nhà nó đã khác rồi, đường đi nối lại lúc đấy nó không bị chèn ép, nó lại được thông thoáng rồi. Tự nhiên là chỉ cần sau cái đấy các ông làm khoảng 2 tuần, thậm chí 1 tháng, những cái nhà mà phong thủy nó tốt chỉ cần vài động tác đơn giản như thế thôi, trông tưởng đơn giản thôi, chỉ nửa tháng hoặc là 1 tháng tự nhiên là thế nó tốt. Ông thủ tướng vừa đến trong khi tháng sau ông ấy gọi là cho quyết định nó chỉ quyết định kia, tự nhiên tốt, tưởng là bởi thủ tướng lên năng lượng nó tốt, nhưng bản chất là tự ông ấy làm được cái phong thủy tốt cho bản thân ông ấy. Thì trở lại cái câu chuyện phong thủy mà cái bạn là bạn ngại sửa nhà, ngại làm nhà, thì theo tôi là cái suy nghĩ nó không đúng đâu, và nên mạnh dạn sửa chữa nhé. Còn quan trọng là mời được đúng chuyên gia tốt, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm đến để sửa cho ngôi nhà này cho nó chuẩn, thì tôi khẳng định là sẽ chuẩn lên. Và đương nhiên là cẩn thận thêm thì chúng ta xem ngày lành càng tốt thôi. Thì sửa cái nhà nó đơn giản lắm, nó không phải là việc vấn đề liên quan đến cất nóc đổ mái các thứ đâu, nó cũng là cái việc mà nó rất là nhẹ nhàng. Thành ra nên làm, nên khuyến khích làm.